Số 316. Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng, Chánh Pháp Kinh, Quyển 26, Phẩm 9, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Phần 2. Lại nữa, này Xá Lợi Tập, khi ấy hữu tình khởi nhiều tà kiến, sinh ra cái chấp, biết so nói, Pháp cũng lại giảm bớt, bị người khinh chê, không còn tôn trọng, cũng không cung kính thân cận cúng dường. Có các biết so nói Pháp phi Pháp, không thích thân cận chánh Pháp. Nếu thấy có người sinh tâm cung kính tôn trọng cúng dường khế kinh, có đại lực, dùng lời lẽ để khen ngợi khế kinh, thì người ta lại cùng nhau sinh khinh chê ngã mạn. Này Xá Lợi Tử, lúc đó bí xô lìa dục ham thích thọ trì, còn người chưa lìa dục thì lại không thích thọ trì các khế kinh. Ở trước đại chúng tùy thuận với chúng ma. Đây là ma sự thứ 8, người trí nên biết rõ việc đó, không nên tùy thuận. Này Xá Lợi Tử, nếu có bí xô tuy có ham thích thọ trì đọc tụng, giả nói, biên chép khế kinh, nhưng vì lợi dưỡng nên tùy thuận với thế gian. Các hữu tình khởi nghiệp trộm cắp, đối với ba việc mỗi mỗi tác ý, đó là tham lam, đắm trước y phục, ăn uống và ngoạ cụ. Đối với ba việc này, ham tìm cầu, đó là ma sự thứ 9. Người trí nên biết rõ việc này, không nên tùy thuận. Này Xá Lợi Tử, nếu có bí xô đối với các khế kinh đại thừa, thực hành hạnh tương ưng, có khả năng phát khởi tinh tấn tối thượng, biên chép thọ trì độc tụng, diễn giảng rộng rãi cho mọi người. Lúc đó, bí xô bị ma quản lý, nghiệp phiền não chướng che lấp, nên tùy thuận ham thích pháp tạp nhiễm, nói năng hí luận. Thường tương ưng đắm trước ngủ nghỉ, trong giấc ngủ cũng đắm trước các pháp tạp nhiễm, lại còn dính mắc vào việc huyễn hoặc của phụ nữ. Ham thích tùy thuận hành tướng như vậy, đối với các khế kinh, không còn ham thích biên chép, thọ trì, đọc tụng, và nói rộng rãi cho mọi người. Này Xá Lợi Tử, lúc đó các biến xô nghe lời dạy của Như Lai, không muốn đoạn diệt lời dạy của Như Lai. Còn biến xô ác nghiệp, thì lại không ham thích đắm trước vào việc của ma, muốn khiến cho Pháp Phật mau chóng đoạn diệt, đây là ma sự thứ 10. Này Xá Lợi Tử, 10 Pháp này, các người có trí phải nên biết rõ từng pháp một, không nên tùy thuận. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng, khi ấy đối với nhất thiết xứ, do tạo nghiệp ma chướng sinh, đối các bạch pháp đều xả bỏ, không thích lựa chọn các nghĩa lợi, thắng tuệ giảm bớt ác tuệ tăng, đối với chánh pháp không an trụ, thích nghe hành trì theo phi pháp, đọa vào cảnh giới của nẻo ác. Như vậy lần lượt khi mạng chung, tỳ vết che lấp vì cứu hộ, tôn trọng thân giáo A-xà-lê, một lúc đều đọa vào đường ác. Ta ở trong câu chi ngàn kiếp, vì lợi thế gian tu khổ hạnh, thường nghĩ khéo léo đối hữu tình, đều khiến xa lìa lửa ba độc. Lúc đó ta chứng đại bồ đề, hay chuyển diệu pháp luân thanh tịnh, tất cả trời người không ai bằng. Thế xuất thế gian xưng đệ nhất. Vậy nay ta không nên xả bỏ, hữu tình thế gian rất khó được, khiến cho ma chúng đều thoái lui, tất cả liều khổ được an lạc. Lại khiến người thọ trì lục độ, hành thiện chân thật giữa đường lối, giữa đường tối, tương ưng với những lời Phật dạy, khả năng đạt được đạo Bồ Đề. Lắng nghe thọ trì Pháp này rồi, diễn nói Pháp không Pháp chân thật, khiến chúng an trụ trong chánh tính, thế nên được lìa các chúng ma. Đối với chân thật tối thượng này, nếu có trái với pháp chân thật, tướng không chân thật chấp chân thật, không thể xa lìa các chúng ma. Nếu có hữu tình đến chỗ Phật, hoan hỷ kiên cố xin tôn trọng, khi lắng nghe chánh pháp như vậy, đạt được nghĩa thù thắng tốt đẹp. Hữu tình chánh tính hoan hỷ rồi, chúng ma nhất định sinh khổ não, làm thiện đối với nhất thiết xứ, chúng ma hoảng sợ bỏ chạy trốn. Lúc ma giả làm tướng bí xô, nói lời khéo léo cuồng hoặc nhau, gây ra sự động loạn trong chúng, nói bồ đề đạo không chân thật. Tự cho pháp mình mới chân thật, người nên kiên cố cầu an trụ, phát sinh hí luận như vậy rồi. Sau đó khinh chê lại hủy bán, lúc đó bí xô nhiễm trước ma, bỏ tin lời ma sinh buông lung, cho pháp này không phải Phật thừa, do đó xả bỏ đạo Niết Bàn. Lại trái chánh giác hợp các ma,
không còn tinh thọ pháp Phật nữa, do chấp ngã kiến thô trọng rồi, mau chóng đọa lạc vào đường ác. Dẫu có số ít các bí xô, nhưng lại ham thích không chân thật, đối với pháp không của Đại Thừa, cùng nhau tìm xét các lỗi lầm. Dẫu gặp pháp chân thật tối thượng, nhưng do tạp loạn không lắng nghe, đối với nghĩa lý sinh sợ hãi, xả bỏ chánh pháp không hướng đến, lúc đó không có người nói pháp, người không tin hiểu lại càng đông. Như vậy dù có thầy nói pháp, thảy đều xả bỏ không lắng nghe. Trong thời mạt pháp của Thế Tôn, nếu hay lợi lạc các hữu tình, lúc đó có nhiều ma chướng ngại, như vậy chớ sinh tâm thoái lui. Vị lai nếu có các bí xô, nhất định sinh tin hiểu chánh pháp, thà mất thân mạng cố hộ trì, mau chóng giác ngộ quả viên mãn. Khi ấy Xá Lợi Tử và các bí xô ở trong đại chúng nghe hành tu tập Đại Thừa này, đối với các hiểm nạn có thể thực hành chánh pháp. Nghe xong, mỗi mỗi đều phát khởi sức tinh tấn, dũng mãnh, kiên cố, rộng lớn, vô lượng. Hành tướng như vậy đối với chánh pháp Đại Thừa, Bồ Tát Tạng, lắng nghe, đọc tụng biên chép, thọ trì rồi lần lượt chỉ dạy truyền đạt rộng rãi cho mọi người. Lại nữa nói thí dụ khéo léo này. Ví như có người có khả năng giữ gìn kho báu của tổ tông, nay thấy tiền của cho báu hết, dần sinh ra buồn rầu. Như nay ta thấy Đức Thích Ca Như Lai, ở trong vô lượng trăm ngàn câu chi na cho tha A Tăng Kỳ kiếp, tu hành pháp chánh đẳng chánh giác, khó được nay lại sắp giảm mất. Bí xô chúng ta cũng như vậy, cùng sinh lo buồn. Vậy nên cùng nhau phát khởi dũng mãnh tinh tấn rộng lớn, vô lượng, giữ gìn chắc chắn chánh pháp bảo tạng Đại Thừa Bồ Tát. Lại nữa Bí Xô nói, ví như có một người con đoan chánh đẹp đẽ, bởi khi cha mẹ trông thấy sinh tâm vui thích, nhìn con mắt không tạm rời, bỗng nhiên đứa con rơi vào chỗ hiểm nạn, bị chim dữ bay, gấp bay đi, lại bị rơi vào chỗ bờ hiểm cao Na Lạc Ca. Lúc đó cha mẹ phát khởi xuất dũng mãnh tìm kiếm con đưa về. Như chúng ta hôm nay, sau khi Phật diệt độ, nếu có Bồ Tát sinh tâm cung kính tin theo pháp bảo vô thượng, muốn cầu xuất ly, thọ trì, đọc tụng, như thuyết tu hành, ta đem pháp bảo vô thượng của Như Lai cùng nhau phó chúc, tinh tấn, giữ gìn cũng như vậy, không để cho các bọn người ác xâm hại. Là có một bí xô nói, vì như thế gian tụ tập binh chúng, bày binh bố trận, khắp muốn đánh nhau. Lúc đó trong chúng có một số hữu tình, thấy quân chúng ấy tâm không khiếp nhược, vẫn tiến đến trước bảo hộ binh chúng không cho chiến đấu. Lại ở trong chúng có nhiều người dũng mãnh, thấy binh chúng này tâm không khiếp nhược, vẫn tiến tới trước, lần lượt như vậy mới lập chiến công. Như tại hôm nay, sau khi Đức Phật diệt độ, chánh pháp sắp diệt, nếu có hữu tình trong tâm kiên cố, hộ trì chánh pháp, thân cận thiện hữu, mong cầu xuất ly, mặc giáp kiên cố, phát khởi sức tinh tấn rộng lớn, phá chúng quân ma, hành tướng như vậy đối với pháp bảo. Nếu có phần nhỏ tinh tấn suy nghĩ, lựa chọn khéo léo cũng như vậy, cho đến diện nói bài kệ bốn câu cho người khác được tùy hỷ, tinh thọ lời Phật dạy không xin nghi ngờ hủy bán. Lại cũng chỉ bảo cho nhiều hữu tình, tùy hỷ xưng tán chánh pháp vi diệu vô thượng của chư Phật quá khứ, hiện tại vị lai, hữu tình, khiến hữu tình được an trụ. Đồng thời cũng có các bí xô khác nói vô lượng thí dụ. Đức Phật bảo, này Xá Lợi Tử, đó là hành tướng như thật, ta cho rằng người này nhất định được phước tụ, cũng như hư không, không có hạn lượng, nói không bao giờ hết. Lại nữa này Xá Lợi Tử, sau khi Phật diệt độ, làm được như người này rất là khó. Ta cho rằng người này là trượng phu tối thắng, trượng phu tối thượng, trượng phu dũng mãnh, là bậc đại trượng phu, đại pháp phần của Phật, không thích tịnh trụ tự lợi tiểu thừa, chỉ thực hành chánh hạnh kiên cố đại thừa, không ưa khen ngợi danh dự mình và người khác, chỉ tán thán công đức của đại thừa. Này Xá Lợi Tử, cho đến khi sắp lâm chung cũng chỉ thọ trì đọc tụng chánh pháp này, nhất định thông hiểu pháp chân thật không? Lại nữa này Xá Lợi Tử,
Đời mặt thế về sau, Bí Xô phá giới cũng lại nổi lên hủy bán chánh pháp, lại ham thích tu tập kinh điển ngoại đạo thế gian. Này Xá Lợi Tử, trong đời ác năm trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, kiến trượt, mạng trượt này, nếu có Bí Xô có khả năng dũng mãnh nhuệ khí phá các đấu tranh mà được an trụ, thường nguyện không lìa chư Phật Bồ Đề, trong ba thời phải nên quán tưởng khéo hay an trụ. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng, thân cận chánh pháp tạ Như Lai, hay phá tất cả khổ già chết, không tương ưng với hạnh tư lợi, thường vui lợi lạc các hữu tình, đối với chánh pháp ta nói ra, cung kính ham thích hay kiến lập, họ nhận ta làm điều ngự sư, là chân đệ tử của Như Lai, nếu không ham thích nghe chánh pháp, là không có khả năng an trụ, người này đọa lạc vào đường ác, và rơi xuống biển mau chìm đắm. Ở trong ngàn câu chi kiếp số, gặp Phật xuất thế rất khó được, người ấy bị ma làm mê hoặc, dẫu được gặp Phật xin nhàm chán. Lại nữa này Xá Lợi Tử, quá khứ 91 kiếp, giữa kiếp ấy có Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện tệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Trong giáo pháp của Đức Phật ấy, có lục quần Bí Xô, nhóm thứ nhất tên là Thiện Kiến, nhóm thứ hai tên là Diệu Lợi, nhóm thứ ba tên là Tác Hỷ, nhóm thứ tư tên là Hiền Kết, nhóm thứ năm tên là Danh Sân, nhóm thứ sáu tên là Lợi Nha. Tất cả đều sinh kế chấp ngã nhân chúng sinh, thọ giả, đoạn kiến, thường kiến, luôn luôn khinh chê, ngạo mạn, cùng nhau kêu gọi tập trung nơi đồng trống, thường bàn luận ác hạnh sai khác như vậy. Ai nấy cũng đưa ra ý kiến của chính mình cho đó là thực hành trăm điều thiện, rồi triệu tập thành từng nhóm từ 10, 20 cho đến 50 người đem hành pháp của mình lần lượt chỉ dạy, là còn lập thệ rằng nếu ai trái với lời dạy của ta nhất định sẽ gặp tổn hại. Thế như vậy rồi họ phân chia người, dẫn đầu đi truyền giảng hoặc vào làng xóm, hoặc đến thành ấp, hoặc từ nhà này cho đến phương thành. Lúc đó có một người đến một làng nọ để giảng dạy, rồi trở về nhóm của mình chỉ dạy, làm tổn hại lời Đức Phật. Này Xá Lợi Tử, sao gọi là tác ý làm tổn hại lời Đức Phật? Lúc đó có một giáo pháp chấp chặt có ngã nhân chúng sinh, thọ giả. Họ cho rằng, nếu không có ngã, vì ai là người đến đi, ai là người ngồi nằm, ai là người nói năng im lặng, ai là người bố thí, ai là người thọ nhận, ai là người ăn uống, ai là người khổ, ai là người vui, cho đến một người ốm, một người đau, ai là người chịu sự giác xuất. Lúc đó trong chúng có người nói như vậy, nếu ai nói không có ngã nhân chúng sinh thọ giả thì không phải bạn tốt của ta. Này Xá Lợi Tử, lúc đó trai, bé gái ở trong xóm làng, nghe lời này rồi đều thích người, chấp vào ngã kiến ấy, đôi cách làm bạn tốt cùng nhau nói rằng, thuở xưa ta có các bậc trí biết rõ như thật, là bạn chân thiện nói rằng không có ngã nhân chúng sinh thọ giả, nên ta không nên thân cận cúng dường người mà chúng ta đã từng tôn trọng ấy nữa. Này Xá Lợi Tử, lúc đó lục quần Bí Xô sau nửa tháng trở về tập hợp lại một chỗ. Trong đó có một Bí Xô nói, tôi đã lần lượt giáo hóa 500 chủng tập làm quyến thuộc. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Tỳ Bà Thi Như Lai ứng đẳng chánh giác, có một Bí Xô thanh văn, đã hết các lậu, không còn phiền não, đắc quả A-La-Hán, biết việc này rồi. Vào trong 500 tụ lạc ấy, vì các trai, bé gái mà nói, những lời nói pháp của các vị ấy là thô ác, không phải là lời chân thật, là lời không nghĩa lợi. Lúc đó, A-la-hán ở trong chúng ấy nói kể rằng, nếu không biết rõ được chánh pháp, người này mê muội chân thánh đạo, các ông cố chấp vào tà pháp, nhất định đọa vào các đường ác. La-hán nói kệ này rồi, lục quần Bí Xô nổi lên, giận dữ không thích tính thọ. Lúc đó A-la-hán xin lòng thương xót tán thán Phật, rồi lại nói kệ rằng, Phật ta đã nói pháp chân thật, tất cả hữu vi đều vô thường, đối với các pháp đều vô ngã, nó không chắc chắn, không thường còn, lại nữa các hành đều tạo tác, thể không chắc thật, lại không, kẻ ngu si mê cố chấp vào.
đối pháp huyễn hóa sinh động loạn. Nói kệ xong, La Hán bảo chúng Bí Xô: Này các Bí Xô, chư Phật Như Lai đã nói pháp đều không có ngã nhân chúng sinh thọ giả. Lúc đó La Hán biết chúng Bí Xô không tính thọ, là nói kệ rằng: Nếu sinh kiến chấp vào thí nhận, lại nhận có phân biệt giác xúc, đối pháp vô ngã không tin theo, người ấy đọa lạc các đường ác. Này Xá Lợi Tử, lúc đó hữu tình đối với pháp hư vọng của trai, bé gái, nói ra mà xin lòng tính thọ, có đến 68.000 người, vì bị kiến chấp nên khi thân hoại mạng chung, đã bị đọa vào địa ngục vô gián, thân chịu cực khổ, lại sinh ra nhiều lưỡi, lưỡi lớn như hoa sen ngàn cánh, trên lưỡi lại bị cày sắt cày lưỡi ấy, lại có ngục tốt cầm chạy bén đánh đập tội nhân, lại trên không mưa xuống hòn sắt nóng thiêu đốt tội nhân. Hòn sắt nóng ấy hóa thành một khối lửa lớn, lửa cháy hừng rừng rực. Tội nhân đồng thấy lửa dữ thiêu thân, hết tội địa ngục lại đọa làm cá ngàn đầu. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Có các hữu tình đọa địa ngục, vô lượng trăm ngàn lửa thiêu đốt, không trung mưa đá lại mưa lửa, tội nhân chịu cực rất khổ não, một thân lại chịu tất cả khổ, lửa dữ khí trượng trên không xuống, trăm vua thì na đều đầy cả, đều thấy thiêu khắp trong địa ngục, bọn mỗi đều thấy ở trên lưỡi, mũi nhọn tên bén bắn phóng vào, dao bén các lưỡi ra từng mảnh, mới biết trong khổ lại càng khổ. Do theo bản ác làm hư vọng, bởi mỗi thân cận và ác kính, sẽ bỏ chúng trì giới thanh tịnh, thế nên đọa vào cực khổ này. Lại nữa này Xá Lợi Tử, chúng ở lục quần Bí Xô ấy, do hư vọng không thật, nên cũng sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Trên mỗi thân của các Bí Xô ấy là có ngàn miệng, trong mỗi miệng là có hai lưỡi. Mỗi lưỡi ngang rộng bốn vô thiện na, trên mỗi lưỡi có 500 cày sắt cày lưỡi ấy, là dùng hòn sắt nóng thiêu đốt lưỡi ấy. Tội nhân đau khổ, miệng không thể nói, là ở trên đầu có 100.000 câu chi, các thứ dụng cụ làm khổ, bay đến đánh đập. Chịu khổ như vậy, mãn 100.000 câu chi na do tha năm, tôi hết là nhập vào các địa ngục, riêng biệt khác để chịu các tội khổ cũng là như vậy. Vì sao? Vì những người này hay hủy bán lời Phật dạy cho nên phải mắc tội như vậy. Lại nữa này Xá Lợi Tử, thời Đức Phật ấy có trưởng giả tại gia tên là An Lạc, của cả châu báu giàu có phồn thịnh, thọ dụng tùy ý, lại còn đầy đủ các thứ báu của tổ tông để lại như vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, san hô, các kho cũng đều chứa đầy tràn. Các kẻ tùy tùng nô bộc dân chúng trong thành ấy đều chịu sự sai khiến vừa ý không thiếu. Khi ấy trưởng giả sùng ái hầu hạ ngoại đạo ly hệ, tu tập tà pháp sinh ra tà kiến. Lúc đó vợ trưởng giả tên là Vĩ Sắc Bát Đệ, sắc tướng đẹp đẽ đoan chánh nõn nà, thân tướng tròn đầy, ai thấy cũng ham thích. Bà ta sinh hạ một cậu trai đoan nghiêm đặc biệt diện mạo tròn trịa, thân thể trắng trẻo, ai ai cũng yêu mến. Cậu ta thuở xưa từng ở trong vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha, gieo trồng căn lành. Lúc cậu ta mới sinh, đã cười 3 lần và nói như vậy: Nay ta cớ gì sinh trong dòng họ tà kiến? Người mẹ nghe con nói như vậy, hoảng sợ kinh hồn rỡn tóc, vứt con buồn rầu bỏ chạy. Lúc đó các người nữ thấy việc này rồi, tập hợp lại cùng nhau bàn hỏi. Nghe bảo đứa bé này vừa nói như vậy, họ đều sinh hoảng sợ chạy thục mạng, xa nơi ấy rồi, lại quan sát bàn luận với nhau. Đứa bé mới sinh này là trời, là rồng hay là dược xoa, la sát, a tô la, nga, lỗ noa, khẩn na la, ma hô la nga, cư bàn trà, tất xá tả, nhân phi nhân đều nghi như vậy. Lúc đó đứa bé nói với các người nữ rằng: Này các cô đầy đủ nhân tướng tốt đẹp, cớ gì phải bỏ ta kinh sợ chạy tán loạn như thế? Lúc đó đứa bé vì các người nữ nói kệ rằng: Chúng nữ các cô đều tốt đẹp, tại sao không sợ các đường ác? Tôi khiến các cô ngộ chân thật, thể đều xa lìa các hiểm nạn. Cha mẹ của tôi và quyến thuộc đều không phải thiện hữu của tôi. Nay tôi vì họ trừ tà kiến, không sinh hiểm nạn các đường ác. Này Xá Lợi Tử,
Lúc đó cha mẹ và các chúng hội của cậu bé nghe cậu bé nói rồi cũng trở lại chỗ cậu bé. Trước cha mẹ, cậu bé nói kể rằng, tất cả các kho và tài bảo, ngũ cốc nhà cửa và các món, hãy xả tất cả đem bố thí, theo Phật xuất gia làm sa môn. Tỳ bà thi Phật đang trụ thế, ở trong ba cõi không ai bằng, Phật ấy tuệ nhật chiếu thế gian, con nguyện xuất gia làm đệ tử, được khai thị bằng chánh pháp Phật, lợi lạc tất cả các hữu tình, Phật ấy tuệ nhật chiếu thế gian, con nguyện xuất gia làm đệ tử, Đức Phật đầy đủ 32. Tướng đại trượng phu đều trang nghiêm. Phật ấy tuệ nhật chiếu thế gian, con nguyện xuất gia làm đệ tử, giả sử trong ngàn câu chi kiếp, chưa từng nghe danh tự Phật này, như hoa u đàm khó được gặp. Con nguyện xuất gia làm đệ tử. Này Xá Lợi Tử, lúc đó cha mẹ nói với con rằng, con có thể phát tâm thanh tịnh theo Phật xuất gia. Nay ta đem 20 câu chi cho báu vàng bạc của tổ tông cho con, để con lần lượt bố thí. Lúc đó cha mẹ nói kệ rằng, ta nay có tất cả tài bảo, thể đều cho con đem bố thí, do con phát khởi tâm thanh tịnh, tùy chỗ lợi lạc các hữu tình. Tất cả vàng bạc các trân báu, ngũ cốc, nhà cửa và vật dụng, do con phát khởi tâm thanh tịnh, mau chóng xả thí lợi hữu tình. Giường mền, ngọa cụ các thọ dụng, hương xoa tràn hoa và hương bột, do con phát khởi tâm thanh tịnh, tùy chỗ mau chóng hành bố thí. Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, đây là ruộng phước tốt vô thượng, phát tâm rộng lớn, cúng nơi ấy, lòa lạc chân thật với tất cả. Lúc đó cậu bé vì cha mẹ nói kể rằng, con muốn đi đến chỗ Đức Phật, trước đại tỳ bà thi Thế Tôn, cúng dường các món thật vô thượng, lợi lạc tất cả các hữu tình, hoặc trời hoặc người và các chúng, thích cầu tất cả việc vui thích. Nay con xin đến trước chỗ Thế Tôn, xin mọi người đều đến chỗ ấy. Nói kể rồi, cậu bé lại suy nghĩ nhìn khắp bốn phương, rồi thưa với cha mẹ, nay con đến chỗ Đức Phật Tỳ Bà Thi Như Lai ứng chánh đẳng giác. Nghe việc này rồi, mọi người đều sợ hãi cùng nói lên rằng, tại sao cậu bé mới sinh ra một ngày mà có thể cùng bàn luận với cha mẹ, lại làm sao có thể đi được? Đồng thời có 84.000 câu chi chúng đều đến tập hội cùng suy nghĩ nói rằng, nay cậu bé này là trời, là rồng, là dược xoa, là xét, kiền thác phược, Atula, khẩn na la, maho la nga, hay nhân phi nhân. Lúc đó cậu bé cùng các chúng đồng đến chỗ Đức Tỳ Bà Thi Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Khi cậu bé hướng dẫn chúng đi, trên hư không có 10.000 lọng che ở trên. Lại ở trên hư không có tiếng sướng lên rằng, không để cho các vị bị nóng lạnh mưa gió làm tổn hại. Lại ở trong hư không có lưới vàng che phủ ở trên. Lại ở trên hư không mưa xuống các loại hoa trời đẹp và các loại bột hương, các hương thơm vi diệu. Lại có gió mát thổi nhẹ nhẹ làm bay hương ấy. Lại ở đường đi có nước hương thơm rứa trên đất. Trời mưa y báu và mưa hoa cao đến ngang đầu gối. Lại ở bên đường đi có vô lượng ao hồ, chứa đầy nước tám công đức, tự nhiên xuất hiện. Trong mỗi ao hồ đều có vô lượng hoa u đàm bát la, hoa co vật đầu, hoa bôn na lợi ca mọc lên cúng dường. Lại có 7 đài của báu thù thắng vi diệu tự nhiên xuất hiện. Trong khi đi lại có đủ loại sừng ốc, không rõ, không gõ tự nhiên kêu, phát ra âm thanh ca vịnh vi diệu tán tán. Còn ở hai bên có vô lượng trân báu tự nhiên trang nghiêm. Lúc cậu bé vừa mới bước chân, đều hiện một hoa đợi dưới bước chân. Mỗi bước chân qua thì hoa ẩn mất không hiện. Khi ấy ở giữa đường, trong khoảng chốc lát, cậu bé nhìn lại nói kể rằng, đời có chánh lý không chánh lý, nay ta bước đi đường tối thượng, không đi con đường không phải chánh, vì thế nên đi đến chánh lý. Ta ở trong Na Do Tha Kiếp, hoặc lúc đạt được làm thân người, gặp lại gặp Như Lai xuất thế gian, đầy đủ sức trí tuệ tinh hiểu. Này Xá Lợi Tử, lúc cậu bé nói kệ xong, ở giữa hư không có 84.000 vị trời cùng tán thán bằng kệ rằng,
lành thay, bậc đại trí. Hay nói đệ nhất nghĩa tối thượng, xa bỏ tất cả các phi lý, thế nên hay thành hành đạo chân chánh. Này Xá Lợi Tử, lúc đó cậu bé đáp lại chư thiên bằng kệ rằng, các vị hay hành đạo chân chánh, rồng nói đạt được nghĩa hòa hợp, nếu như cố chấp không chánh đạo, làm sao đạt được lý tương ưng? Số 316, Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng, Chánh Pháp Kinh, Quyển 27, Phẩm 9, Tinh Tấn Ba La Mật Đa, Phần 3. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, lúc đó Thiên Chúa đáp lại cậu bé bằng kệ rằng, các vị tham trước nơi dục lạc, tất cả cảnh giới không xuất ly, do ngu si nên trái, chánh lý, sẽ đọa vào đường ác địa ngục. Nếu đối chánh đạo cầu xuất gia, nên sẽ thọ dụng các cảnh dục. Nếu hay khai thị các chánh lý, tức là người tương ưng thế gian. Này Xá Lợi Tử, khi ấy cậu bé áp lại chư thiên bằng kệ rằng, nay ta nói thiên chúng các công, đối với chánh đạo chưa biết gì, như vậy tương ưng lý chân chánh, nên nói để các ông hiểu rõ. Cậu bé nói kệ rồi, cùng với các đại chúng đồng đi đến chỗ Đức Tỳ Bà Thi Như Lai, đến rồi đảnh lễ sát chân, nhảy quanh bên phải ba vòng rồi đứng qua một bên, chiêm ngưỡng Đức Tỳ Bà Thi Như Lai, mắt không tạm rời. Lúc đó cậu bé tâm rất hoan hỷ nói kệ rằng, đầy đủ ba minh trí cam lồ hay làm lợi ích cho thế gian, đảnh lễ Long Tượng Sư Tử Vương, thế nên nay con thường tán lễ. Trí Phật chiếu sáng rất hy hữu, cũng như nhật nguyệt chiếu thế gian, cũng như hoa ưu đàm xuất hiện, an trụ kiên cố sắc tướng đẹp, hữu tình thế gian nhiều chướng nặng, không thể hiểu biết Phật thánh đạo, cũng như người mù lại ngu si, không biết nên đọa vào đường ác. Con nguyện đương lai thành chánh giác, cũng như Tỳ Bà Thi Thế Tôn, khiến các hữu tình lìa các khổ, diệt lửa ba độc được mát mẻ, lại khiến vô lượng các hữu tình cũng phát thệ nguyện rộng như con, nghe Phật diễn nói thừa tối thượng, đều được khai thị đạo Bồ Đề. Con bé nói kệ này rồi, lại nói như vậy. Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng chánh đẳng giác, khéo nói pháp yếu. Đồng thời 84.000 câu chi người cũng nói như vậy. Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng chánh đẳng giác, khéo nói pháp yếu. Tán thán ba lần như vậy rồi, làm lại từ đầu, con nguyện đương lai đều được thành chánh đẳng giác, chánh giác như Tỳ Bà Thi Như Lai, khéo nói pháp yếu. Khi ấy Tỳ Bà Thi Như Lai biết được cậu bé và 84.000 câu chi người có thể kham nhận thọ ký, liên hiện thần biến từ nơi mặt phóng ra ánh sáng tên là Quyết Định Thắng. Ánh sáng ấy có vô lượng sắc tướng như xanh vàng, đỏ trắng, hồng, pha chi ca, kim sắc. Sắc tướng như vậy bao trùm vô lượng thế giới, chiếu suốt đến phạm thiên, đến sắc biên tế, che khuất cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Ánh sáng ấy quay trở lại trên đảnh Đức Phật, diễu quanh bên phải 100.000 vòng, rồi bỗng nhiên ẩn mất. Này Xá Lợi Tử, lúc đó biết xô thị giả của Đức Phật Tỳ Bà Thi, dạy sửa y phục, bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay, hướng lên Đức Phật, chiêm ngưỡng tôn nhan dùng kệ thưa hỏi. Tỳ Bà Thi Phật, đại hư hữu, là bậc thánh tôn trong các thánh. Nay con thưa hỏi thiện thệ tôn, vì nhân duyên gì hiện ánh sáng? Nói kệ xong, biết xô lại bạch Phật, bạch Thế Tôn. Vì nhân duyên gì mà Thế Tôn hiện đại thần thông phóng ánh sáng này, xin cuối sinh Như Lai rủ lòng tương xót, trừ nghi cho con diễn nói việc này, lại có vô lượng 100.000 người hiện đang đứng trước Thế Tôn cũng thích muốn nghe, chúng con rất tha thiết ân cần muốn nghe. Thế Tôn hãy vì các hữu tình mà từ bi khai thị, Như Lai đại bi là mắt sáng cho thế gian, cứu hộ tất cả, như các ngôi nhà che mát tất cả. Cuối sinh Như Lai, đại từ thương xót, các đức lưới nghi, các sở hành, tưởng niệm, tất cả hành nghiệp và các nghi hoặc của các hữu tình trong quá khứ, hiện tại, vị lai, Như Lai đều biết rõ. Lại nữa, các hữu tình trong các cõi Phật ở trong ba đời, tất cả trí tuệ, ngôn ngữ sai khác, Như Lai đều thông đạt. Như Lai là đấng Pháp Vương,
đầy đủ tám thứ tiếng, nói pháp đều được tự tại. Vì nhân duyên gì hiện đại thần thông, phóng ánh sáng này, cuối sinh Như Lai đoạn trừ tất cả lưới nghi và mọi sự khổ não của chúng con đều được đoạn diệt. Hôm nay chúng con thưa thỉnh ba lần như vậy, nhất tâm chuyên chú, chắp tay cung kính, rất thích muốn nghe. Này Xá Lợi Tử, lúc đó Tỳ Bà Thi Như Lai bảo Bí Xô Thệ Giả rằng, ngươi có thấy cậu bé chắp tay đứng trước ta không? Bí Xô thưa, dạ vâng, thưa thiện thệ, con đã thấy. Phật bảo Bí Xô, nếu cậu bé này thuở xưa đã từng thân cận, xưng tán, cung kính lễ bái, là còn dùng y phục ngoại cụ, các loại thuốc thang cúng dường, 84.000 câu chi, na cha tha chư Phật trùng các căn lành, vì cầu thành tựu chánh đẳng bồ đề, thường tu phạm hạnh. Đức Phật bảo Bí Xô, ngươi có thấy 84.000 câu chi người đang đứng chắp tay ở trước ta không? Bí Xô thưa, dạ vâng, con đã thấy, thưa thiện thệ. Đức Phật bảo, các người này ở đời quá khứ đều đã từng là cha mẹ của cậu bé này, đời đời đều được cậu bé này giáo hóa phát tâm. Các đời về sau, nguyện đều không thọ thân nữ, đều hay tùy thuận tu tập, đồng phát tâm chánh đẳng chánh giác. Nay ta sẽ thọ ký cho họ, vì nhân duyên đó cho nên ta hiện đại thần thông, phóng ánh sáng này. Lúc đó Tỳ Bà Thi Như Lai và Bí Xô Thị Giả và mọi người mà nói kể rằng, ngươi thấy hiện tiền các đại chúng đi theo cậu bé đến phó hội, 84.000 câu chi số, chuyên chú nhất tâm nghe ta nói, Phật tuyên nói pháp được tự tại. Bí Xô, nay ta nói điều đó, ta biết cậu bé trong nhiều kiếp, thân cận cúng dường các đức Phật, lại trong vô lượng chỗ chư Phật, chí tâm kiên cố cầu xuất gia, tu trì hạnh thanh tịnh tối thượng, lại hay lợi lạc chúng trời người. Hiện tiền các đại chúng này đây, 84.000 câu chi số, đời đời đã từng làm cha mẹ, giáo hóa hoan hỷ không gián đoạn, lại trong vô số kiếp thuở xưa, rộng phát vô biên các đại nguyện, đời đời thảy đều làm cha mẹ, đồng cầu đại bồ đề vô thượng. An trụ như vậy lìa sinh tử, phải nên theo ta cùng tu học, chỉ cầu bồ đề diệu vô thượng, ta nay vì họ thân thọ ký. Chúng ấy nhất định thành chánh giác. Thế nên nay ta hiện thần thông, ta có khả năng khiến tâm ngươi đi đứng nằm ngồi không nghi hoặc. Các vị trời rồng và nhân chúng, nay cho tha số đứng trước ta, đồng nghe vì họ thân thọ ký, không lâu sẽ thành đấng lưỡng túc. Này Xá Lợi Tử, nghe Đức Phật ấy thọ ký, cậu bé hoan hỷ phấn khởi, đi đến chỗ cha mẹ nói lời thành thật bằng cả rằng, 84.000 chúng như vậy, thuở xưa từng làm cha mẹ con, đồng thời cùng phát tâm bồ đề, hôm nay cha mẹ như thế nào? Nay Xá Lợi Tử, khi ấy cha mẹ vì cậu bé nói cả rằng, như lời con nói cùng các chúng, mỗi mỗi đã phát tâm bồ đề, nay ta quy y nhất thiết trí, cùng con phát nguyện không khác gì, như vậy tiếng cầu đạo cứu cánh, thân con là thân ta đã sinh, cùng con đồng phát tâm chân thật, nguyện được thành tựu quả bồ đề. Này Xá Lợi Tử, lúc đó cậu bé vì cha mẹ đã nói kể rằng, nếu con được thành Phật trước nhất, nguyện sinh khai thị cho tất cả, con nguyện cha mẹ và mọi người cùng thành đại bồ đề vô thượng. Lại nữa này Xá Lợi Tử, lúc đó vì cậu bé và mọi người, Tỳ Bà Thi Như Lai nói như vậy, nay ta vì các ông mà thọ ký thành Phật, chớ sinh nghi hoặc, khéo an ủi chính mình, chớ thấy cái khác. Vì sao? Vì thuở xưa các ông đã làm đại tự tại thiên tử, lúc đó ta đã từng thọ ký cho các ông, từ đó trở về sau trải qua câu chi na do tha kiếp, không đọa đường ác, lại quá hơn câu chi na do tha kiếp sinh trong dòng chuyển luân thánh vương, được thành Phật hiệu là Đại Bi Như Lai, A-la-ha, Tam Miệu Tam Phật Đà, đầy đủ đại danh xưng, cha là Tịnh Phạn, lìa các ám độn, mẹ là Ma Gia, lìa mọi ưu não. Người con thuở đó cũng như con ta tên là La Hầu La, xuất hiện ở thế gian rồi, cầu thành chánh đẳng chánh giác, được thành tựu đạo Bồ Đề. Tuổi thọ Đức Phật ấy đủ 10 vạn tuổi, ánh sáng của Đức Phật ấy chiếu sáng 10 vạn du thiện na quốc độ.
Tất cả hữu tình ở trong thế giới ấy, có duyên hay không duyên, đều được nương vào ánh sáng của Đức Phật. Lúc đó, trong ánh sáng của Đức Phật có trăm câu chi, na cho tha câu chi, trăm ngàn na cho tha câu chi, chúng đại thanh văn đều đến tập hội, là có một câu chi chúng đều là A-la-hán. Đầy đủ bạch pháp đã hết các lậu, không còn phiền não, tâm được tự tại, đủ tám giải thoát đắc sáu thần thông. Này Xá Lợi Tử, đại A-la-hán như vậy đều đến tập hội, là có vô lượng chúng đại Bồ-Tát, đều đến tập hội, là có tất cả cha mẹ thuở xưa, từng làm cha mẹ của Đức Phật cũng đến tập hội. Lúc đó, Đại Bi Như Lai nói pháp giáo hóa vô lượng A-tăng-kỳ hữu tình, đều trụ địa không thoái chuyển, đã làm các việc thiện lợi cho các hữu tình rồi vào Niết Bàn. Chánh pháp tồn tại thế gian, một câu chi năm, xá lợi của Đức Phật ấy lưu bố rộng rãi ở các thế gian, cũng như sau khi ta diệt độ lưu bố xá lợi không khác. Nay Xá Lợi Tử, lúc nói lời này, có các chánh sĩ phát khởi dũng mãnh tinh tấn càng tăng, xin khởi tâm từ quán sát thế gian, lợi lạc hữu tình, tâm không thoái chuyển. Là có Đại Bồ Tát phát khởi chánh niệm, tăng trưởng tối thắng, tâm không gián đoạn, chỉ cầu chánh đặng chánh giác. Như vậy trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nguyện ở trong sinh tử lưu chuyển hóa độ lợi ích hữu tình, cầu Phật Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, lúc đó ta cũng phát nguyện này, dứt sạch nguồn gốc sinh tử, mặc giáp tinh tấn, hóa độ lợi ích hữu tình, một kiếp viên mãn hành nguyện tinh tấn. Tinh tấn dũng mãnh, tâm không thoái chuyển, nguyện thành Bồ Đề. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sao gọi là Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh không thoái chuyển? Đại Bồ Tát khi thực hành tinh tấn dũng mãnh không thoái chuyển, giá như thấy lửa cháy đầy khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, vì cầu Như Lai chánh đặng chánh giác Bồ Đề, nên phát khởi tinh tấn dũng mãnh vào trong lửa, nhưng vẫn nhẫn chịu không biết nhát. Lúc các Bồ Tát nghe pháp này rồi, liền được siêu việt viên mãn một kiếp hạnh nguyện tinh tấn. Lại nữa, khi các Bồ Tát nghe pháp này rồi, đối với tinh tấn dũng mãnh không thoái chuyển, liền được vô lượng thiện căn. Nay Xá Lợi Tử, khi Đại Bồ Tát thực hành tinh tấn dũng mãnh không thoái chuyển, vì lợi ích tất cả hữu tình, cầu chứng Niết Bàn, tuần nhất không xen tạp, thường trụ kiên cố, đối với thiện và bất thiện, đều khỏi lòng đại bi thương xót, thực hành hạnh tương ưng đối với các hữu tình. Lại nữa, nay Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nên thực hành tinh tấn dũng mãnh không có biến nhát, dù ở đâu cất bước chân đi, thường không lìa tâm Bồ Đề, quán thế tam bảo luôn ở trước mắt, cũng không rời bỏ tất cả hữu tình, cũng không tùy thuận tất cả phiền não. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nên thực hành tinh tấn dũng mãnh không có biến nhát, đem sức thiện căn đã sinh hoặc chưa sinh đều hồi hướng chánh đạo Bồ Đề, đã khiến thiện căn tăng trưởng vô tận. Này Xá Lợi Tử, ví như nước của trăm con sông chảy ra biển, mãi mãi không bao giờ hết. Nơi đem thiện căn này hồi hướng Bồ Đề cũng như vậy, không có cùng tận, thế nên gọi là tinh tấn dũng mãnh không thoái chuyển. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, khi Đại Bồ Tát thực hành tinh tấn dũng mãnh không có biến nhát, đối với các hạnh chân chánh nhất thiết trí tích tập thiện căn, lại hay lợi lạc tất cả hữu tình, thế nên gọi là tinh tấn dũng mãnh không thoái chuyển. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nên ta lược nói về phước uẩn mà Đại Bồ Tát cho đến tất cả hữu tình đạt được, cho đến phước uẩn mà hữu học, vô học, thanh văn, duyên giác đạt được. Các phước uẩn đó không bằng đầu sợi lông phước uẩn của Như Lai, huống nữa là phước uẩn Như Lai đạt được nhiều như lông khắp cả toàn thân. Vì do Như Lai tu hành tích tập phước uẩn rộng lớn trong vô lượng kiếp, nếu như có người tích tập phước uẩn rộng lớn, hành tướng như thật trăm phần ngàn phần, không bằng nhân tướng của Như Lai, huống nữa là tất cả tướng tốt của Như Lai. Lại nữa, các phước uẩn đó không bằng tướng nhất kha nguyệt bạch hào giữa chặng mày của Như Lai, huống nữa là trăm ngàn phần công đức Như Lai. Lại nữa, các phước uẩn đó không bằng một đảnh tướng vô kiến của Như Lai, huống nữa là tướng đại trượng phu của Như Lai, cho đến ô sắc ni sa các căn tướng tốt phát sinh trăm ngàn câu chi công đức. Lại nữa, các phước uẩn ấy không bằng âm đại pháp loa nói một tướng của Như Lai, huống nữa pháp âm rộng lớn của Như Lai bao trùm vô lượng thế giới, khiến hữu tình các căn điều hòa đều sinh hoan hỷ, tùy theo sự hiểu biết thù thắng
khéo được điều phục, phát sinh sự hiểu biết đối với chánh đẳng, chánh giác, khó được như vậy. Như vậy, Bồ Tát đối với vô lượng thế giới tùy theo đó mà học. Như Lai nói ra âm thanh to lớn, khiến hết tất cả hữu tình đều được nghe. Bồ Tát mặc giáp tinh tấn, phát ý chí kiên cố, thích tu tập hành tinh tấn, dũng mãnh không thoái chuyển của Bồ Tát. Lại nữa này xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát tu hành tinh tấn không có thoái lui, giả sử khi tất cả hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới thành tựu đầy đủ trí lực hiểu biết thù thắng, nếu các hữu tình đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng tùy thuận thành tựu đầy đủ trí lực, đem so với công đức trước trăm phần ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần, cho đến ô ba ni sắc đàm phần cũng không bằng một. Nói tóm lại, tất cả hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới như vậy đều khiến đạt được trí lực tu đà hoài, trí lực tu đà hàm, trí lực a na hàm, trí lực a la hán, là khiến đạt được trí lực của thập tính, thập trú, thập hạnh, thập hồi hướng, địa vị không thoái chuyển, địa vị nhất sinh bộ xứ Bồ Tát. Nói rộng ra, cho đến tất cả hữu tình trong vô lượng thế giới khiến đạt được trí lực của nhất sinh bộ xứ Bồ Tát. Nếu các hữu tình nghe được trí lực không phân biệt và có phân biệt của Như Lai mà không kinh sợ, thì ngay khi ấy, lần lượt hàm thích trí lực thầm thâm so với công đức trước trăm phần, trăm ngàn vạn ức phần, A Tăng Kỳ phần, cho đến ô ba ni sắc đàm phần, cũng không bằng một. Bồ Tát ham thích phát khởi tinh tấn dũng mãnh, thà bỏ thân mạng đầu mắt tủy não tất cả chi phần, đối với trí lực của Như Lai tu tập liên tục không để gián đoạn, sẽ bỏ dũng mãnh tinh tấn như vậy. Ta cho rằng đây là Bồ Tát thực hành tinh tấn không thoái chuyển. Lại nữa này xá lợi tử, là Bồ Tát phải nên tu tập địa vị không thoái chuyển, cho đến phát khởi nhất tâm, ta nhập vào vô lượng vô biên tâm hạnh sai biệt của tất cả hữu tình trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu các hữu tình nhiều tham sân si vân vân, tất cả phiền não mà lại hồi nhập tâm của Bồ Tát, lúc đó Bồ Tát dùng sức trí tuệ, thí dụ ngôn từ, mỗi mỗi tìm cầu phát khởi dũng mãnh như vậy, thấy sắc tướng này tất cả hữu tình bị tham sân si thiêu đốt. Lúc đó Bồ Tát dùng các phương tiện khiến hữu tình dứt hết tất cả phiền não, cũng như tro tàn tan mất không còn sót gì, lại khiến hữu tình tu tập hướng đến Niết Bàn. Ta cho rằng Bồ Tát này hành tinh tấn không thoái lui. Lại nữa này xá lợi tử, Đại Bồ Tát tu hành tinh tấn không thoái chuyển, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, cho đến tinh tấn tất cả ba la mật đa, thân miệng ý không lìa sự tu tập, nhưng đối với ba nghiệp phát sinh sinh tinh tấn, ý là tối thắng. Sao gọi là ý nghiệp tinh tấn tối thắng? Tức là không phân biệt và có phân biệt. Sao gọi là không phân biệt? Tức là tâm Bồ Đề. Sao gọi là có phân biệt? Tức là khởi tâm đại bi đối với tất cả hữu tình. Sao gọi là không phân biệt? Nghĩa là đối với nhận trí, ngộ lý, vô ngã. Sao gọi là có phân biệt? Tức là có thể nhiếp thọ tất cả hữu tình. Sao gọi là không phân biệt? Là tuy có thể nhiếp thọ tất cả hữu tình, nhưng không chấp trước. Sao gọi là có phân biệt? Tức là nhàm chán luân hồi. Không phân biệt là đối với ba cõi đều không sợ đắc. Có phân biệt là có các của báu, vui vẻ bố thí. Không phân biệt là bố thí không chấp tướng. Có phân biệt là trì giới, có sự tích tập. Không phân biệt là trì giới không chấp tướng. Có phân biệt là có thể nhẫn chịu khổ. Không phân biệt là sát na tâm, không chỗ trụ. Có phân biệt là phát khởi các pháp thiện căn. Không phân biệt là thường vắng lặng. Có phân biệt là đối với thiền định, có sự tích tập. Không phân biệt là tâm thường quyết định an trụ, không lay động. Có phân biệt là tu văn tuệ, không biết nhàm chán. Không phân biệt là trong tâm, chuyên chú khéo léo. Có phân biệt là đối với văn tuệ, rộng nói các pháp. Không phân biệt là đối với pháp tánh, không có ghi nhớ. Có phân biệt là đối với trí tuệ, có sự tu tập trau luyện. Không phân biệt là đối với các pháp, lìa mọi hí luận. Có phân biệt là tích tập tu học các phạm hạnh. Không phân biệt là đối với các tánh tuệ đều hay xa lìa. Có phân biệt là có thể viên mãn năm thần thông. Không phân biệt là dứt hết các hữu lậu. Có phân biệt là đối với quán tưởng thường hay suy nghĩ. Không phân biệt là trong tâm luôn chánh niệm. Có phân biệt là khéo léo đối với bốn chánh đoạn. Không phân biệt là có thể siêu việt các thiện căn,
có phân biệt là chấp trước tướng văn tự muốn cầu xuất ly, không phân biệt là phước báo to lớn, bao trùm vô tướng, có phân biệt là thông đạt các căn và sự thích nghi của các hữu tình, không phân biệt là có thể quán sát các pháp thiện căn nhưng không sở đắc, có phân biệt là có sự tu tập đối với các lực, không phân biệt là đối với chỗ này không có tổn giảm, có phân biệt là có thể phát sinh bồ đề pháp phần, không phân biệt là đối với các pháp lìa trí phân biệt, có phân biệt là đối với chánh đạo có khả năng cầu tiến, không phân biệt là quán các thần biến cũng như hư không, có phân biệt là có thể tích tập định môn, không phân biệt là trụ samatha nhưng chỉ một cảnh, có phân biệt là đối với tỳ bát xá na có tích tập, không phân biệt là khéo nhập vào pháp tánh, có phân biệt là có thể hiểu rõ các pháp nhân duyên, không phân biệt là có thể biết rõ pháp không phải nhân duyên, có phân biệt là đắm trước tiếng thắng nghĩa, không phân biệt là thực hành hạnh chánh pháp, có phân biệt là trang nghiêm pháp thân, không phân biệt là lìa mọi trang nghiêm pháp thân, có phân biệt là trang nghiêm lời nói, không phân biệt là nương tựa vào các bậc thánh có thể thường yên lặng, có phân biệt là nương vào ba cửa giải thoát môn mà sinh ra lạc dục, không phân biệt là ngã không tăng thượng, có phân biệt là có thể lìa bốn việc ma, không phân biệt là có thể vứt bỏ thói quen chủng tử phiền não, có phân biệt là có thể biết rõ phương tiện khéo léo, không phân biệt là thấy biết trí tuệ như thật, có phân biệt là lìa mọi cái thấy theo phan duyên, không phân biệt là lìa mọi cái thấy siêu việt, có phân biệt là có cái thấy tưởng niệm, không phân biệt là thấy ý nghiệp. Đây là ý nghiệp tinh tấn, tinh tấn là tối thượng thù tán. Ta cho rằng Đại Bồ Tát này thực hành tinh tấn không thoái. Lại nữa này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi thực hành tinh tấn không thoái, thực hành năm pháp tối thượng cực diệu, mau chấm chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Sao gọi là năm pháp tối thượng cực diệu? 1. Thường nhớ nghĩ Phật xuất hiện ở thế gian. 2. Hay thân cận các bậc thiện tri thức. 3. Thường gặp thời tốt. 4. Thường tích tập các pháp thiện căn kiên cố. 5. Theo học giới cụ túc của Đại Bồ Tát đều được viên mãn. Đây là năm pháp tối thượng cực diệu, khiến Bồ Tát mau chấm chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát lìa năm pháp tối thượng cực diệu này, thì có thể chứng đắc chánh đẳng chánh giác không? Đức Phật dạy, này Xá Lợi Tử, nếu các Bồ Tát không thường nhớ nghĩ Phật xuất hiện ở thế gian, không thân cận các trí thiện thức, nếu không gặp thời tốt, không thể tích tập các pháp thiện căn, không khiến kiên cố, không thể theo học giới cụ túc của Đại Bồ Tát, không được viên mãn. Nếu xa lìa năm pháp cực diệu tối thượng như vậy, thì không thể mau chấm chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Nếu ai trái với năm pháp này mà chứng đắc thì không thể có. Này Xá Lợi Tử, sao gọi là Bồ Tát tại gia xa lìa năm pháp? Nghĩa là như vua, đại thần ở trong đại chúng, dựa vào ai thế khủng bố nhiều người, đã nói với mọi người rằng, ta có thể làm bất cứ việc gì đến với các ngươi chỉ vì khi dối mà thật không làm, cho đến nói những lời nói khi dối như vậy. Nay Xá Lợi Tử, do khi dối như thế nên không thể sinh vào chư thiên nẻo thiện, hành tinh như vậy cũng không thể gặp được thời tốt. Nay Xá Lợi Tử, hành tướng này Bồ Tát tại gia chỉ đủ nuôi sống chính mình, chứ không thể lợi ta, cũng không gặp Phật xuất thế, cho đến không thể chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Là nửa này Xá Lợi Tử, Bồ Tát tại gia ở trong thành ấp có các chướng ngại, thường hay quấy nhiễu não hại. Thế nào là trong thành ấp có các chướng nạn? Này Xá Lợi Tử, có các đức Như Lai xuất thế, thành đẳng chánh giác, nói pháp giáo hóa các hàng trời người Atula. Đầu giữa cuối đều thiện, ý nghĩa sâu xa, lời nói khéo léo, đầy đủ tướng thanh bạch phạm hạnh. Và được bốn bộ chúng vây quanh cung kính, tuy Bồ Tát thân cận cúng dường lễ bái Bí Xô, Bí Xô Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, nhưng lại ở chung trong xóm làng thành ấp, ngõ hẻm, nhân dân quốc vương, đại thần, trưởng giả cư sĩ, cho nên giới uẩn không thể đầy đủ thanh tịnh. Vì thế ta nói trong thành là chướng ngại. Nếu Bồ Tát tại gia đắm trước năm dục như vậy, không thể nhớ nghĩ Phật xuất thế, cho đến không thể mau chấm chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Lại nữa này Xá Lợi Tử,
Bồ Tát Tại Gia tự tuyên nói pháp luật hiện hành là càng nhiều chướng nạn, nghĩa là cha, mẹ, trai, gái, vợ, con, nô tỳ, chị, em, anh em, bạn bè, quyến thuộc, trong nhiều kiếp bị chướng nạn. Nay Xá Lợi Tử, pháp như vậy hay gây chướng nạn cho Bồ Tát Tại Gia, cũng lại không thích Phật xuất thế, cho đến không thể mau chóng chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa, Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển 27 hết.